Chào cả nhà nha. Hôm nay mình mua được con cá lóc nè cả nhà. Mình nấu cháo rau đắng nha. Đây mình có nấm rơm nè, có giá nè, có rau đắng nè, có hành nè, có gừng, tỏi. Đây mình cũng có gan nửa chén gạo nè. Giờ mời cả nhà cùng vào bếp với nấu cháo với mình nha. Ở đây mình cũng có bắt lên cái nồi nước nè. Để mình bỏ cá vô. Mình cho vô cái đuôi luôn. Mình chừa lại cái khúc giữa nha cả nhà. Tại vì con cá này nó hơi bự á. Mình cho vô muỗng muối nè, nửa muỗng bột ngọt nè. Đây mình có hai lát gừng đập dập nè, mình cho vô luôn cho nước nó thơm. Mời cả nhà ra giường hái ngò gí với hái hẹ với mình nha. Đây mình cũng có hẹ nè cả nhà. Mình vô đây mình cắt hẹ với mình nhổ ngò gí. Ở gần nhà mình có đám cưới nha cả nhà, cho nên nó hát nhạc lớn lắm. Mình tắt tiếng để mình thâu tiếng của mình vô nha. Mong cả nhà thông cảm nha. Để mình cắt mấy cái bụi bự bự gì nè. Bự ra quá chừng. Ăn ăn gì có hẹ nó thơm nó ngọt. Hẹ nhà mình trồng là nó thơm. Mình cắt như đây được hai bụi. Hai bụi nhỏ nhỏ nè, đủ ăn. Quá chừng. Ngò gí nè, mình nhỏ mình vô mình để vô cháo cho nó thơm. Mình trồng thì nó cũng hơi dày quá, cho nên nó không tốt. Tiễn bớt cái nào dày dày mình tiễn bớt mình ăn. Mình nhổ nấm gì nữa được à? Hẹ, ngò gí. Mình quay cho cả nhà xem cái vườn rau mini của mình nha. Nhà mình thì nói chung là có vườn cũng rộng lắm, cái nhà mà nuôi gà. Cho nên là mình chỉ mua lưới về mình gào một phỉnh gì để mình trồng rau mình ăn thôi. Mình trồng các loại rau luôn. Tại vì có ăn mình nè, cho nên là cũng không có ăn rau nhiều, trồng cá thứ ít 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 vậy đó, để có ăn nè. Ở đây nè, trồng cũng lộn xộn nè, nào là rau ngò ôm nè, rau găm nè, cà nè, ở đây là rau hú nhũi nè. Hú nhũi thì mình cũng mới trồng nè, giờ nó cũng tốt lắm mà. Có trồng sen mấy cây bông nhãn thọ nè, với rau ở dưới bông đồng tiền để tết thấy ra nó có cà tím. Là cái này cái gì bông gì mình cũng không biết nè, nhưng mà mình thấy hình thì nó cũng đẹp lắm mà mình quên tên nè. Ở đây là ngò gí nè, đây có mấy cây bông hướng dương nè, được hai cây không? Mình trồng cái vài cây vậy đó. Ở đây là cắt tường nè, cũng được 4 cây cắt tường nè. Ở đây hẹ nè, ở đây là cải ngọt nè, cải ngọt thì cũng còn nhỏ. Ở đây rau muống nè, đây hành nè, cá ít ít gì để mình có mình ăn. Nè, mình hái mấy trái ớt này vô để ớt này thì nó màu trắng, nó chín thì nó màu cam nè, mình sống nó màu trắng nè. Giờ mình bắt cái chảo lên để mình xào nấm rơm. Chảo nóng rồi mình cho dầu vô, mình cho tỏi vô. Rồi mình cho nấm vô luôn. Mình cho muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt, một muỗng đường, xíu nước mắm. Mình xào cho nó thấm gia vị là được rồi.
Cháo này nó cũng sôi rồi, mình hớt bọt. Bây giờ cá chín này mình gấp cá ra. Mình cho ra cái thau nè. Gạo này thì mình cũng rang xong mình đi rút rồi. Giờ mình để vô. Mình sắc hành. Ngò. Mình cho vô miếng hành phi trên đầu cá này cho nó thơm. Ngò gí luôn. Giờ mình cho nấm rơm vô cả nhà. À, mình cũng nêm vô đây là một một muỗng hạt nêm, một muỗng đường, mình cho hành lá vô, gốc hành, ngò. À, giờ mình múc ra tô ăn cả nhà chưa rồi. Mình cho hành ngò vô, cho vô miếng hành phi, xíu tiêu. Chào cả nhà nha, cả nhà mình nấu cháo cũng xong rồi, giờ mời cả nhà ăn cháo với mình nha. Mình cho rau vô, mình cho giá, hẹ, rau đắng. Mình thích ăn rau cho nên mình cho rau nhiều vô. Mà cả nhà ăn cháo nha, cháo ngọt lắm cả nhà. Cá mình mặn sạch sẽ, mình rửa chanh rửa muối rồi nhiều lần lắm cho nên ăn nó không có tanh. Mời cả nhà ăn miếng cá nha. Cháo gạo rang nấu ăn thơm lắm. Gốc hành. Hoa lan nhà mình nè. Màu này là màu dạng bò nè cả nhà. À, sáng mình mua con cá lóc này tới 1,1 kg rồi. Cho nên mình nấu khúc đầu với khúc đuôi thôi. Nấu hết nguyên con nhiều quá ăn không hết. Mình cũng ăn hết tô cháo rồi. Cả nhà ơi, mình ăn cháo cá lóc này cũng xong rồi. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye.